Hello Đại Đình, chào mừng Đại Đình đến kênh Ông Tính Trần Vlog. Thì lời nói đầu tiên, Ông Tính Trần Vlog này xin chúc Đại Đình lúc nào cũng luôn bình an trong cuộc sống và tràn đầy hạnh phúc nhé. Thì ngày hôm nay khi mình chia sẻ, đó chính là mình làm giá ha cả nhà. Mình làm giá bằng bao gạo nha. Thì trước tiên thì chúng ta phải lựa đậu hư ra nè. Đó, cái nào hư thì mình sẽ lựa ra từ từ ra cả nhà. Đó. Thì mình lựa hạt nào á hư thì mình có thể bỏ ra, còn hạt nào mà tươi tốt mình để lại ha cả nhà. Vì mình làm giá nó sẽ mập mạp và trắng tốt hơn ha cả nhà. Đó, mình cứ lựa như thế này. Đó. Thì hạt nào mà hư thì mình cứ bỏ ra như thế này cả nhà. Đó, nó teo nhỏ xíu à. Với lại nó đang thui sùi lùi luôn. Cho nên mình sẽ bỏ ngay cả nhà, lưu ý nha. Đó, chúng ta bỏ mặt này, này đã hư rồi, không còn ăn được ngay cả nhà. Đó. Chúng ta tiếp tục lựa ngay cả nhà, tại vì như đây quá trời hạt hư luôn, cho nên mình kỹ á, mình sẽ lựa thiệt là kỹ á. Rồi cả nhà ơi, đậu xanh mình cũng đã lựa ra hết rồi. Thì hạt nào hư thì mình đã lựa hết rồi cả nhà. Thì tiếp theo thì mình sẽ rửa đậu rồi cả nhà. Rửa đậu 1 đến 2 lần nha cả nhà. Thì mình kỹ thì mình rửa tới 2 đến 3 lần luôn nha cả nhà. Đó. Rửa thôi thiệt sạch nha cả nhà. Đó, chúng ta rửa như thế này. Rồi chúng ta chắc nước ra nha cả nhà. Thì chúng ta rửa đậu thiệt sạch đó thì giá chúng ta thiệt là đẹp luôn, trắng trẻo và mập mạp luôn cả nhà. Đó, thì cả nhà cứ theo dõi và theo mình đó thì chắc chắn thành công cả nhà. Đó, chúng ta rửa từ 2 đến 3 lần cho đậu nó sạch, càng sạch thì giá chúng ta ra càng trắng cả nhà và sẽ đẹp hơn. Nó bắt đầu chúng ta sẽ chế nước vô rồi chúng ta để qua đêm cả nhà. Và sau khi chúng ta ngâm qua đêm cả nhà, đậu của chúng ta đã nứt ra cả nhà. Đó, có những hạt đậu nó đẩy mầm ra luôn cả nhà. Đó. Làm rất là hấp dẫn nha cả nhà. Đó, có những hạt đậu nó sẽ đẩy mầm luôn. Đó, cả nhà thấy không? Đó, hạt nó đẩy mầm luôn cả nhà. Thì tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ rửa thêm một lần nữa, rửa từ 2 đến 3 lần nữa nha cả nhà, cho đậu của chúng ta sẽ sạch cho cả nhà. Đó, chúng ta bắt đầu rửa đậu nha. Thì bước này thì chúng ta sẽ rửa đậu á cho nó nhẹ thôi, thì chúng ta không nên lấy tay mà quậy mạnh quá cho nên nó sẽ gãy cái mặt này cả nhà lưu ý nha. Chúng ta rửa nhẹ thôi, không cần phải mạnh tay đâu nha cả nhà. Thì chúng ta mạnh tay á, thì có thể là mình nó có thể là gãy mấy cái mầm mà cả nhà, cho nên giá chúng ta lên không có điều mà cả nhà lưu ý nha. Chúng ta làm nhẹ thôi, cái gì cũng nhẹ nhẹ nâng niu thôi thì giá của chúng ta sẽ ra trắng dài thon đẹp luôn cả nhà. Đó, thì chúng ta rửa từ 2 đến 3 lần cho đậu nó sạch đó cả nhà. Đậu càng sạch thì giá nó ra càng trắng nha, cả nhà lưu ý nha. Rồi kế tiếp đó, chúng ta lấy một cái bao gạo nè, rồi một cái khăn nè, chúng ta nhúng miếng nước vô cả nhà. Đó, chúng ta nhúng như thế này. Rồi kế tiếp đó, chúng ta chuẩn bị cái nồi nè và một cái sửng nè cả nhà. Đó, cái sửng hấp nè cả nhà. Rồi kế tiếp nữa chúng ta sẽ đưa miếng bao trắng lên. Đó, chúng ta đẩy như thế này. Đó, thì cả nhà cứ làm theo mình nha, chắc chắn thì cả nhà sẽ thành công thôi, rất là dễ làm luôn. Đó, chúng ta chăng thế này. Kế tiếp thì chúng ta bỏ đậu lên nha cả nhà. Đó, chúng ta đẩy đậu lên.
Rồi sau đó chúng ta chăng đều nha, chúng ta lấy tay nhẹ nhẹ thôi, chăng nhẹ nhẹ thôi, tại vì hạt đậu chúng ta nảy mầm á, cho nên chúng ta làm nhẹ thôi, sợ nó gãy cái mầm hay cả nhà. Cả nhà lưu ý nha. Thì với công thức làm này á, rất là chi tiết luôn, thì cả nhà cứ làm theo và nhìn video của mình nữa kỹ á, thì chắc chắn sẽ thành công ha cả nhà. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy bao á, chúng ta đậy lại. Nhớ lưu ý nha, chúng ta lựa cái miếng bao trắng đẹp thiệt đẹp nha. Đó. Thì cái bao này thì mình mua, mình sẽ làm luôn cả nhà. Đó, chúng ta đậy như thế này. Đó, chúng ta ủ lại. Kế tiếp nữa, cái khăn á, nãy chúng ta giặt ướt á, chúng ta khăn ướt hồi nãy á, chúng ta đậy lên. Đó. Thế là tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Thì giá này á, thì chúng ta ủ nó trong vòng từ 2 ngày có ăn hay cả nhà. Nó rất là tuyệt vời luôn. Rồi chúng ta lấy cái dĩa. Chúng ta đẩy lên lại. Đó. Giờ tiếp theo chúng ta lấy một cái tô nước đẩy lên. Nó dặn lên. Thì mình ủ như vậy là không cần tưới nước nha cả nhà. Đó, với công thức này á, cách làm này á, thì cũng hơi khác đợt mình làm giá cả nhà. Thì ai có yêu thương ở kênh Ông Chính Chẳng thì bằng cách là đăng ký kênh nè và ủng hộ kênh mình ha cả nhà. Rồi bước cuối cùng là chúng ta lấy bọc ni lông chúng ta đẩy lại. Đó, chúng ta đẩy lại ha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, hôm nay mình sẽ thu hoạch giá nha. Giờ ngày giờ cũng đã đến rồi. Nó bắt đầu nè, bữa nay mình sẽ thu hoạch giá nha, coi giá của mình nó gai như thế nào ha cả nhà. Đó, cứ từ từ mình thưởng thức nè cả nhà ơi. Đó, lấy dĩa ra nè. Rồi từ từ thôi nào. Wow, giá của chúng ta đã chẩu rồi, rất là đều luôn cả nhà ơi. Đó, quá đẹp luôn. Màn phẹt ơi, trắng buốt luôn cả nhà ơi. Quá là đẹp, quá là tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Wow, cả nhà nhìn nè, rất là đều luôn cả nhà ơi. Nhìn thấy mê luôn. Thì nói chung nha, thì giá mình tự làm là không có thuốc gì cho cả nhà. Đó, ra rất là đều luôn, rất là đẹp luôn. Nó nhìn thấy mê không cả nhà, quá là tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Đó, trời ơi, kiểu này nè. Thì giá này á, thì chúng ta có thể là ăn mì nè, chúng ta có thể xào huyết nè, chúng ta có thể nấu canh chua nè, nói chung ra là chế biến nhiều những món ăn luôn cả nhà. Đó, thì giá chúng ta đã làm quá là thành công luôn cả nhà, rất là tuyệt vời luôn. Thì mong các nhà xem video này á, cứ làm theo video mình đi, giống y chang vậy là chắc chắn là thành công luôn cả nhà. Wow, quá là tuyệt vời luôn, giá trắng buốt luôn cả nhà ơi, cao nhiều nhiều luôn, quá trời đẹp luôn nha cả nhà ơi. Mình nhìn mình còn thấy mê luôn cả nhà ơi. Wow, quá là tuyệt vời, ông mặt trời luôn, rất là đẹp luôn. Đó, cả nhà thấy không? Đó, làm giá, cách làm giá bằng bao gạo nha. Cũng đâu có thua thiệt gì làm khăn nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Rất là đẹp, ra rất là đều luôn nha cả nhà. Đó, trắng phết luôn, trắng bóc luôn, trắng buốt giá luôn nha cả nhà. Đó, đâu có thua gì là làm khăn đâu cả nhà, đúng không? Thì video này á, thì nói chung nha, thì mình chia sẻ đến cho anh chị em là cách làm giá bằng bao gạo nha cả nhà. Đó, giá ra rất là tươi tốt luôn, rất là đều luôn. Đó, và có một điều nha cả nhà lưu ý nha, làm giá bằng bao gạo á, ít có ra rễ nhiều nha cả nhà, cái rễ rất là ít nha. Đó, cái rễ nó dính vô cái miếng bao luôn cả nhà, nó rất là sạch luôn. Đó, cả nhà lưu ý nha, cả nhà nhìn kỹ nè, nó cái rễ nó rất ít nha cả nhà, quá là tuyệt vời luôn. Đó, thì mình làm giá tại nhà thì không có thuốc nè, không có sử dụng cái thuốc gì hết nè, là ăn rất là tốt luôn. Đó, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Thì các bạn nào á, giá này á, có những thành phần á, tốt cho sức khỏe, thanh lọc cơ thể nè, và chế biến những món ăn nè, thì các bạn không biết á, thì tìm hiểu trên mạng á, thì cái công dụng của giá này á, về trị vấn đề gì á, thì mình mong cả nhà cứ tìm hiểu cả nhà. Thì mình hôm nay thì mình làm chia sẻ cho các bạn và chú anh chị cách làm giá bằng bao gạo á,
Thì nói chung ra tới đây cũng kết thúc rồi cả nhà. Thì cả nhà nào có yêu thương kênh Ông Tính Chằn Vlog này thì bằng cách nè, đăng ký kênh nè, nhấn chuông nè, đó, và rung chuông luôn cả nhà, và like và chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Thì cuối lời muốn nói thì mình chúc anh, xin chúc tất cả các bạn và cô chú anh chị gần xa lúc nào cũng luôn bình an trong cuộc sống và tràn đầy hạnh phúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.